Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh đó là xem bói bài về tâm linh. Thì như những clip trước đó, Kim Anh cũng đã chia sẻ với mọi người về cái đường nét, những cái đường nét vân tay trong cái lòng bàn tay của mình thì nó có ý nghĩa như thế nào. Thì cũng như những clip trước, clip này Kim Anh cũng sẽ chia sẻ về cái vân chỉ tay trong cái lòng bàn tay của mình. Thì nói về cái vân chỉ tay này nó cũng hơi đặc biệt nha mọi người nha. Thì như những clip trước Kim Anh cũng thường nói, trong cái lòng bàn tay của mình á thì nó thường á thì nó có ba cái đường nét chính nha mọi người. Thì hôm nay ba cái đường nét chính này nó sẽ tạo nên một cái chữ, thì Kim Anh sẽ vẽ lên cho mọi người mình cùng xem ha. Thì như những clip trước á, Kim Anh cũng đã nói về các đường vân chỉ tay rồi. Thì cái đường hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ về vân chỉ tay chữ N. Thì chữ N trong bàn tay á thì nó thể hiện như thế nào và nó có ý nghĩa gì. Thì nói về cái vân chỉ tay chữ N trong lòng bàn tay của mình, nó sẽ được kết hợp bởi ba đường nét chính trong cái lòng bàn tay, là cái đường mạng đạo, cái đường trí đạo và cái đường tâm đạo. Đó, như cái bàn vẽ như thế này nè mọi người thấy không? Đây. Cái chữ N nè. Nó ngược đó mọi người ha. Đó, đây là chữ N ha. Thì đây là chữ N, nó xuất hiện trong cái lòng bàn tay của mình như thế này thì nó có ý nghĩa như thế nào, thì Kim Anh sẽ giải thích ha. Thì đây là sự kết hợp giữa ba đường này, ba đường nét chính trong cái lòng bàn tay của mình luôn á, là đường tâm đạo, trí đạo và cái đường mạng đạo. Nếu như mà ba cái đường nét này nó được đậm nét hằng sâu như thế này, như là nó sâu nét nha mọi người nha. Cái đường nét nó đậm rõ mà không có bị cắt bởi một cái đường nào thì nó thể hiện ý nghĩa gì? Vẽ nó bị lem, nó bị lè ra rồi. Bụi cái đường này lại. Nó thể hiện ba cái đường nét chính và nó rõ nét hằng sâu. Đây mọi người, đây nó rõ nét hằng sâu như thế này nè, và nó không có bị chia cắt bởi cái đường nào, nó lõm xuống, nó lõm sâu cái đường nét xuống đó mọi người. Thì cho thấy cái đường nét này nè báo hiệu cho mình đó là mình được khỏe mạnh, mình được một cái sự may mắn trong cuộc sống mình, mình sẽ có được cái sự bình an ha. Đó mọi người thấy không, được cái sự bình an, được cái sự khỏe mạnh và tương lai cuộc sống của mình đó, thì có thể nói là mình sẽ đạt được cái sự hai chữ thuận lợi và tốt đẹp. Đó là như nó suông và nó mượt mà như thế này nha mọi người nha, nó không có bị cắt đứt ha. Đó thì nó thể hiện như vậy. Và thứ hai nữa, nói về mà cái đường nét này thì nói chung là trong cái lòng bàn tay của mình nó rất là hiếm gặp ha. Rất ít người mà sở hữu được cái bàn tay mà có chữ N như thế này lắm. Cho nên nói về những ai mà sở hữu được cái chữ N này thì cho thấy đây là một cái cá nhân kiệt xuất rồi. Nói về đường đời của họ thì luôn luôn có những cái đặc điểm nổi trội, có những cái đặc điểm nổi trội hơn so với cái người bình thường. Thứ hai nữa là cái người này người ta có cái giác quan thứ sáu rất là nhạy bén luôn, như là họ có thể nhận biết được đâu là một cái sự tốt đẹp, hoặc là đâu là một cái cơ hội, hoặc đâu là một cái mối đe dọa. Và khi mà họ biết được đó là một cái sự đe dọa thì họ sẽ tìm cách và họ sẽ có những cái phương án, những cái kế hoạch cho cái tương lai, cho những cái hành động mà họ cho là phù hợp với họ. Đó là nói về trên cái vấn đề là mối quan hệ giữa cái lòng bàn tay. Đó là nói về cái giác quan nhạy bén của cái người mà sở hữu chữ N này nha mọi người nha. Còn nói về cái phần mà nữ giới á, những bạn nữ giới mà sở hữu cái chữ N này nè thì cho thấy cuộc sống của họ, họ là một con người rất là thông minh, mạnh mẽ, kiên cường. Đó, họ rất là tài giỏi, con đường học hành cũng như là con đường tiến thân của họ thì luôn luôn là được quý nhân giúp sức. Họ là một con người rất là cuồng công việc, như là họ yêu thương công việc của họ và họ tập trung, họ dành tất cả thời gian cho công việc, cho sự nghiệp của mình. Đó là nói về phần nữ giới. Cho nên nói về những người nữ giới mà sở hữu cái chữ N này nè thì cho thấy cuộc hôn nhân đến với họ cũng rất là muộn nha mọi người nha. Giống như là thời gian của họ thì họ tập trung dành cho công việc và sự nghiệp của mình nhiều hơn.
Nhưng mà khi mà họ họ mà tiến tới vấn đề hôn nhân hạnh phúc rồi á, thì cho thấy những cái người mà sở hữu cái chữ N này nè, thì nhất là nữ giới ha, thì người ta rất là quan tâm, rất là lo lắng, giống kiểu người ta đặt nặng cái vấn đề tình cảm. Khi mà người ta đã hướng về vấn đề hạnh phúc hôn nhân rồi á, thì người ta luôn chọn lựa cho mình một người đàn ông đứng đắn, chững chạc và và thật kỹ, giống như họ chọn lựa cái kỹ người đàn ông của mình á, đi đến cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình á, thì nói chung là phải lựa một cách khéo léo đó. Cho nên thì họ là một con người thông minh, cho nên họ rất biết cách điều tiết cái cuộc sống của họ và điều tiết cái cảm xúc của họ, cái cương nhu của họ đúng mực. Cho nên trong cuộc sống, công danh sự nghiệp luôn luôn là được nhiều người thương kẻ mến, quý nhân giúp sức. Còn trong cuộc sống hôn nhân á, thì người phụ nữ này có thể nói là một con người phụ nữ đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà ha mọi người ha. Đó là nói về cái phần nữ giới mà sở hữu được cái chữ N này. Còn nói về mà nam giới á, mà sở hữu cái chữ N này á, thì nói chung tính tình người ta á, thì thông minh sáng dạ, nhưng mà người ta có cái bản tính là phóng khoáng á mọi người. Người ta luôn có cái tham vọng về cái đường công danh sự nghiệp của họ, và họ phải làm mọi cách để người ta đạt được cái sự tham vọng đó trên con đường công danh sự nghiệp. Thứ hai nữa, nói về mà những người nam mà sở hữu cái này, cái đường chữ N này, thì cho thấy là người ta có cái lòng nhân hậu tốt và luôn luôn giúp đỡ mọi người, cho nên họ đi tới đâu cũng được kẻ thương người mến, quý nhân giúp sức. Và đặc biệt là đối với người khác phái, đối với người khác phái là luôn luôn được người khác phái quan tâm và có cái sự thu hút đối với người khác phái. Nói về trong xã hội thì những người này có thể là sớm có được cái sự thành công và đạt ra được mục đích của bản thân. Họ thì là một con người rất là hào hoa nha mọi người nha. Họ luôn luôn được lựa chọn cho mình một cái tình yêu, và cái tình yêu của họ thì luôn luôn là hoàn hảo. Nên những người này là thường cũng có cái cuộc hôn nhân đến với họ rất là muộn. Đó. Nói về nam giới mà sở hữu cái chữ N này thì cho thấy họ rất là ôn hòa ha. Cái bản tính của người ta phóng khoáng ôn hòa lắm, cho nên rất là được lấy lòng của nhiều người, cũng như là luôn luôn là được quý nhân giúp sức. Họ là một con người có tình cảm rất là chân thành, và khi mà đã có được tiến tới hôn nhân hạnh phúc rồi thì cho thấy những người này có một cái tình yêu rất là lãng mạn ha. Đó, rất là lãng mạn, rất là chung thủy trong cái vấn đề tình yêu. Đó là nói về cái vấn đề của nam giới là nó như vậy. Còn nói về trên con đường công danh sự nghiệp của những ai mà sở hữu cái chữ N này mà nó bị gián đoạn á mọi người. Như mà nó bị gián đoạn là nó không có liền mạch như thế này, mà nó bị đứt khúc á, như là nó bị đứt rồi bị nối lại á mọi người. Thì những người này cho thấy công công danh sự sự nghiệp, công việc của họ thì luôn luôn là nó sẽ bị đứt quãng. Nó như là nó có những cái đường nét đứt. Như là nó có những cái đường nét đứt mọi người, như tới đây ha, cái nó đứt ở đây cái nó nối lại đó. Thì nói chung là con đường sức khỏe hoặc là con đường công danh sự nghiệp của những người này á, thì nói chung á là nó hơi gặp trở ngại một chút. Cho nên trong cái vấn đề công việc sự nghiệp á, thì cần phải có cái sự cố gắng để mình có thể phát triển hoặc là thành công hơn trong con đường công danh sự nghiệp. Mà cái sự cố gắng của những người mà sở hữu chữ N này cũng khác người nữa. Như là thí dụ như mình là người bình thường không sở hữu chữ N này thì mình chỉ cần cố gắng một thôi. Nhưng mà những ai sở hữu cái đường chữ N này mà nó bị đứt quãng á, thì mọi người cần phải cố gắng tới 2, tới 3 thì mới đạt được cái niềm tin hoặc đạt được cái công việc như ý muốn. Đó là nói về cái sự đứt quãng. Còn nói như mà bị cái sự cắt hoặc là bị cái sự mà phá của các đường nét khác á, như là nó có những cái đường nét cắt phá như thế này nè, những đường nét nhỏ nó đi ngang nó cắt phá cái đường này á, thì cho thấy là trong cuộc sống, cuộc đời của cái người này nè, nó long đong, nó lận đận lắm, hay gặp tay cái sự đau ốm, hoặc là nói về cái sức khỏe của mình á, thì nó không có được ổn định, hay đau ốm bất chừng nè, cũng như là con đường bổn mạng có thể là gặp cũng có thể nói là hay bị gặp những cái tai nạn bất ngờ mọi người. Đó là do những cái nét phá nét cắt này á, nó đem lại. Cho nên nói về những người mà sở hữu những cái đường mà cắt phá chứ bởi cái chữ N này á, thì nói chung á là công việc làm ăn cũng không có được thuận lợi. Thứ hai nữa là hay
hay gặp cái sự xui xấu mất mát về tiền tài hay là tài sản gì đó, cũng như là những ai mà có những cái dấu hiệu này á, thì tốt nhất là trên con đường công danh sự nghiệp của những người này á, là mình những người này nên đi xa cầu tài cầu lộc, thì con đường tài lộc đến với họ nó mới được tốt đẹp. Chứ mà còn ở nơi quê hương xứ sở của mình mà lập nghiệp á, thì cho thấy là con đường công danh sự nghiệp của mình nó hay gặp cái sự cố, gặp cái sự lận đận, hoặc là cuộc sống nó hơi vất vả. Đó là nói về cái chữ N này của những người sở hữu, nhưng mà nó bị cắt phá bởi những cái đường nét. Những cái đường nét này thì là không tốt, cho nên là những ai mà sở hữu được cái chữ N rồi á, thì mọi người cố gắng làm sao cho cho cái đường nét này nè nó được hằn sâu trong cái lòng bàn tay, và không có bị cắt phá bởi những cái đường nét nhỏ chen chen kẽ nhau như thế này á, thì cuộc sống của người này nó sẽ được suôn sẻ, hạnh thông và đạt được những gì mà mình mong muốn, như như là mơ ước được thấy ha, mong được ước có đó. Thì mọi người nhớ, trong lòng bàn tay của mình á, dù nó có những cái đường nét xấu hay những cái đường nét tốt gì trong cái lòng bàn tay á, thì cũng khuyên Kim Anh cũng thường hay khuyên mọi người là cố gắng mình làm sao để cho những đường nét tốt luôn hiện hữu trong lòng bàn tay, và những đường nét xấu thì càng ngày nó càng bị phai nhạt đi. Thì đó là một cái điều tốt trên con đường bàn tay của mình. Chứ nói về khi mà các bạn đã sở hữu được những cái đường nét khác đặc biệt thì đó cũng là một cái duyên của mọi người rồi. Cho nên khi mà sở hữu được rồi thì mọi người phải nắm bắt cơ hội, và mọi người phải làm sao để cho những cái đường nét tốt đó nó hiện hữu trên lòng bàn tay, thì đó là một cái điều tốt nha mọi người nha. Thì hôm nay Kim Anh chia sẻ về cái vân chữ N trong lòng bàn tay của mình nó có ý nghĩa như thế nào. Là những bạn nào á, mà có những cái đường nét nào lạ mọi người, mà mọi người không hiểu ý nghĩa của nó, thì mọi người có thể comment ở phần ở dưới bình luận giúp cho Kim Anh ha, thì Kim Anh sẽ giúp cho mọi người giải đáp cái vấn đề đó. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.